Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, sáng 22 tháng 2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm hỏi, động viên các y bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi đồng 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở y tế nhi khoa hàng đầu cả nước. Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. Hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện Nhi đồng 1 có mục tiêu phát triển nhi khoa chuyên sâu với 5 mũi nhọn ưu tiên là sơ sinh, hồi sức cấp cứu, phẫu thuật can thiệp, tim mạch trẻ em và bệnh lý nhiễm trùng. Với rất nhiều nỗ lực và phấn đấu, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã giảm tỷ lệ tử vong hiện chỉ còn ở mức 0,3%. Năm 2005, Bệnh viện thành lập khu chuyên sâu sơ sinh đầu tiên với các kỹ thuật hồi sức sơ sinh mới. Bệnh viện có khu cấp cứu và hồi sức tích cực, chống độc, quy mô 70 giường với nhiều kỹ thuật hồi sức hiện đại được áp dụng, cứu sống nhiều trường hợp bệnh nặng, góp phần giảm đáng kể tỷ lệ tử vong trẻ em. Năm 2004, Bệnh viện đẩy mạnh phát triển phẫu thuật nội soi, mở rộng thực hiện phẫu thuật lồng ngực, ngoại thần kinh, niệu khoa, răng hàm mặt. Năm 2007, Bệnh viện phát triển kỹ thuật real time PCR, phân lập virus EV 71, góp phần giảm tỷ lệ chẩn đoán viêm não không rõ tác nhân từ 70% xuống còn 30%. Bệnh viện còn phát triển các kỹ thuật chuyên sâu khác, tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh hoạt động trợ giúp bệnh nhân nghèo, hoàn thiện mô hình chăm sóc toàn diện và mô hình quản lý chất lượng bệnh viện, đẩy mạnh ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào công tác quản lý. Đáng chú ý, mới đây, ekip thông tin can thiệp của Bệnh viện Nhi đồng 1 đã phối hợp cùng ekip phẫu thuật của Bệnh viện Từ Dũ can thiệp thành công thông tim trong bụng mẹ, một thai nhi mắc bệnh tim bẩm sinh nặng. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, ca thông tim can thiệp bào thai này thực sự là một bước tiến mới về kỹ thuật chuyên sâu, ngang tầm các nước phát triển trong khu vực. Trên thế giới, chỉ một số nước như Brazil, Ba Lan thực hiện thành công kỹ thuật này. Các nước trong khu vực đạt nhiều thành tựu y khoa như Singapore, Thái Lan đều chưa triển khai thông tim bào thai. Vui mừng đến thăm các y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Nhi đồng 1 nhân dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam, chứng kiến những thành tựu đặc biệt trong công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân của bệnh viện. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi nhận, đánh giá cao và cho rằng kết quả này có được là nhờ định hướng đúng đắn của lãnh đạo thành phố, Sở Y tế thành phố và tập thể lãnh đạo bệnh viện qua các thời kỳ, hướng đến mục tiêu phấn đấu trở thành trung tâm y tế nhi khoa chất lượng cao top 5 khu vực Đông Nam Á. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao tập thể y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 luôn đoàn kết, bản lĩnh, tự tin vào chuyên môn, có tấm lòng yêu thương bệnh nhân, dám nghĩ, dám làm vì sức khỏe người dân. Nhờ đó đã làm nên những thành tựu rất đáng tự hào của bệnh viện trong thời gian qua. Chủ tịch nước cho rằng, bên cạnh các con số thống kê, thành công của Bệnh viện Nhi đồng 1 còn thể hiện bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm trên cơ sở tự tin ở chuyên môn của các y bác sĩ, là khao khát cống hiến vì sức khỏe của các em, của các cháu, mang đến niềm vui, hạnh phúc của nhiều gia đình và xã hội. Đó là những điều mà các báo cáo thống kê không thể nói hết. Nghề y là một nghề cao quý vì nó bảo vệ sức khỏe con người, mang lại sự sống cho con người và cũng chính là mang lại cho xã hội một nguồn cảm xúc tích cực, mang đến cho những gia đình niềm vui và hạnh phúc. Nhưng nghề y cũng là một nghề gian khó, vất vả, nhiều áp lực, đòi hỏi nỗ lực, học tập và vươn lên không ngừng. Vì vậy, điều đầu tiên tôi mong muốn là làm sao bác sĩ, công nhân viên y tế của chúng ta luôn luôn giữ trong lòng cái tình yêu, cái khao khát mãnh liệt ấy để mình làm nghề. Tôi biết được rằng ngành y nó khác với các ngành khác. Sự giỏi về chuyên môn không là một cái yếu tố rất là quan trọng, nhưng chưa đủ. Trong chữa trị đòi hỏi sự hiểu biết, nhưng đòi hỏi sự ấm áp, cảm thông, chia sẻ như một người thân. Điều mà người bác sĩ mang lại cho các bệnh nhân, ngoài cái sự hiểu biết về chuyên môn, lại phải có sự ấm áp, chia sẻ và cảm thông. Chủ tịch nước mong muốn các y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 phát huy tối đa những thành tựu đạt được thời gian qua, đồng thời nỗ lực phấn đấu, tiếp tục gặt hái thêm những thành công mới, bởi thành tựu bao giờ cũng đặt ra thách thức mới để vượt qua, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng. Cùng với đó là tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế ở khu vực và thế giới, với niềm tự hào rằng các y bác sĩ Việt Nam có thể tự tin chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng y khoa quốc tế. Nỗ lực hơn nữa trong cải thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý bệnh viện để xây dựng bệnh viện thông minh, thân thiện, xanh, sạch đẹp, áp dụng tối đa thành tựu khoa học công nghệ trong quản lý và chữa trị. Chủ tịch nước cũng căn dặn lãnh đạo thành phố, các cấp, các ngành quan tâm, nâng cao đời sống y bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện, không ngừng nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị y tế và chú trọng đến việc tiếp tục đào tạo đội ngũ bác sĩ kế cận, nhất là cử các bác sĩ trẻ đi học tập kinh nghiệm y tế ở các nước có nền y học phát triển để phát huy thành tích truyền thống của bệnh viện trong tương lai. Chủ tịch nước cũng đề nghị bệnh viện quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới trong giải quyết những ca bệnh khó, qua đó góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, đồng thời nâng cao chất lượng của bệnh viện tuyến dưới.